Dạ em xin chào các chị ha. Dạ em giới thiệu đến các chị nhà mình chất liệu lụa Hàng Châu nữa đây các chị. Thì em giới thiệu đến các chị nhà mình ha, chất liệu lụa Hàng Châu. Dòng này là 70.000 một khúc, vải dài 2 mét, khổ 1 mét rưỡi các chị ha. Các chị nhà mình may áo dài, may đầm, đồ bộ các kiểu luôn các chị. Cho chất liệu này thì các chị nhà mình giặt máy giặt thoải mái luôn các chị nha. Chất liệu rất là đẹp luôn các chị nè. Dạ 70.000 một khúc, vải dài 2 mét, khổ 1 mét rưỡi các chị nhà mình lấy từ 3 khúc. Từ 3 khúc các chị ha, em sẽ bao ship cho các chị nhà mình. Dạ phí ship là 20.000 trên một đơn. Khi các chị nhà mình lấy từ 1 2 khúc thì các chị nhà mình thêm 20.000 giúp em nữa các chị ha. Các chị nhà mình lấy từ 3 khúc thì em sẽ bao ship. Dạ em vẫn đi giới thiệu đến các chị nhà mình từng mã số nha, cho các chị nhà mình dễ lựa chọn các chị ha. Dạ đây là mã số 1 đây các chị, mã số 1 các chị ha, mã số 1. Rất là nhiều hoa văn cho các chị nhà mình lựa chọn ha. Mã số 2. Mã số 2 mẫu này rất là đẹp luôn các chị. Em về lại nha, em về lại thêm cho các chị nhà mình nha. Mẫu số 2. Mẫu số 3, hoa nhí nè các chị, rất là dễ thương. Mẫu số 3. Mẫu số 4. Mẫu số 4. Mẫu số 5. Mẫu số 5. Mẫu số 6 hoa nhí, mẫu số 6. Mẫu số 6 hoa nhí các chị ha. Mẫu số 7. Mẫu số 7. Mẫu số 8. Mẫu số 9, mẫu này rất dễ thương luôn nè các chị, rất là dễ thương nha. Cái nền màu cam, mẫu số 8. Mẫu số 9 các chị, mẫu này mẫu số 9 nha, mẫu này mẫu số 9. Và mẫu số 10. Mẫu số 10. Mẫu số 11. Mẫu số 11. Mẫu số 12. Caro đỏ các chị ha, mẫu số 12. Mẫu số 13. Mẫu số 13. Mẫu số 14. Mẫu số 15. Mẫu số 15 đây các chị, mẫu số 15. Mẫu số 16. Mẫu số 17. Mẫu số 17. Mẫu số 18. Mẫu số 19. Mẫu số 19. Mẫu số 20. Mẫu số 20. Mẫu số 21. Mẫu số 22. Mẫu số 22. Mẫu số 23. Mẫu số 24. Mẫu số 24. Mẫu số 25. Mẫu số 25. Mẫu số 26. Mẫu số 27. 27 các chị nha, 27. Mẫu số 28. Mã số 29. Mã số 29. Mã số 30. Mã số 30. Mã số 31. Mã số 31. Mã số 32.
33. Mã số 34. Mã số 34. Mã số 35. Mã số 36. Mã số 37. Mã số 38. Mã số 39. Mã số 39. Mã số 40. Mã số 40. Mã số 41. Mã số 42. Mã số 42. Mã số 43. Mã số 43. Mã số 44. Mã số 45. Mã số 45. Cái này bị trùng mẫu các chị ha. Mã số 46. Mã số 47. Mã số 48. Mã số 49. Mã số 49. Số 50, mã số 50 các chị ha. Mã số 51. Mã số 51. Mã số 52. Mã số 52. Mã số 53. Mã số 54. Mã số 55. Mã số 56. Mã số 57. Mã số 57. Hoa nhí rất là dễ thương luôn các chị ha. Mã số 58. Mã số 59. Mã số 60. Mã số 60. Mã số 61. Mã số 62. Mã số 63. Mã số 64. Mã số 65. Mã số 66. Mã số 67. Mã số 68. Mã số 69. 69 này các chị. Mã số 70. Mã số 70. Mã số 71. Số 72. Mã số 72.
73. Mã số 74. Mã số 75. Mã số 76. Mã số 77. Mã số 77. Mã số 78. Mã số 78. Mã số 79. Mã số 79. Mã số 80. Mã số 81. Mã số 82. Mã số 82. Mã số 83. Mã số 84. Mã số 85. Mã số 86. Mã số 87. Mã số 88. Mã số 89. Mã số 89. Mã số 90. Mã số 91. Mã số 92. Mã số 93. Mã số 94. Mã số 95. Mã số 96. Mã số 97. Mã số 98. Mã số 99. Dạ, đây là mẫu 100 các chị ha. Mẫu 100 dòng lụa Hàng Châu. Dạ, thì vừa rồi em giới thiệu đến các chị nhà mình những cái dòng lụa Hàng Châu, rất là nhiều mẫu các chị ha. Những cái mẫu hoa nhí và những cái mẫu mà hoa dòng lập thể các chị ha. Dạ thì 70.000 một khúc vải dài 2m, khổ 1m rưỡi các chị ha. Dòng này các chị nhà mình may áo dài, may may đầm, may đồ bộ, giặt máy giặt là thoải mái nha các chị. Dạ không có sợ bị rạn chỉ nha các chị ha. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.